Thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông thủy lợi, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào tổ chức cưỡng chế giải tỏa 2 trường hợp vi phạm đất công thuộc tổ dân phố Ngọc Lập. Trước khi cưỡng chế, chính quyền phường đã nhiều lần đối thoại, tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm tự nguyện tháo dỡ. Tuy nhiên, các hộ vi phạm không chấp hành. Lực lượng chức năng của phường đã tiến hành tháo dỡ hơn 30 m2 nhà tạm và hàng trăm m2 diện tích trồng cây ăn quả trên đất giao thông thủy lợi của 2 hộ dân là gia đình ông Nguyễn Xuân Hoan và ông Nguyễn Ngọc Thắng. Để chấn chỉnh xử lý triệt để các vi phạm, đưa công tác quản lý đất đai vào nề nếp, Ủy ban nhân dân phường Phùng Chí Kiên đã thành lập tổ công tác cùng các tổ dân phố thường xuyên kiểm tra, rà soát, thiết lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp vi phạm, tập trung tuyên truyền vận động các hộ vi phạm tự giác tháo dỡ và xây dựng kế hoạch tiến hành cưỡng chế đối với các hộ không chấp hành.